Okay, good morning, everyone. I've been gone for 4 days, đi 4 ngày rồi. Không có thời giờ để quay phim. Didn't have time to really record any videos while I was in Miami. I got to take a lot of pictures, kind of like đi vacation, đi du lịch. So không có thời giờ. And không có đi live được. Tại vì cái account nó trên YouTube nó vẫn còn mới. So the account is very new on YouTube, so không có đi live ở trên YouTube được. That's why I cannot go and do any video over there. But lần sau có dịp gì đi tiếp, đi Miami, Florida cũng vui. Có ở dưới South Beach cũng có nhiều chỗ ăn, có nhiều chỗ uống. And không cần mặc khẩu trang, you don't need to wear a mask down there. Everybody's very friendly. I love Miami. Okay, but good morning everybody. So hôm nay em sẽ review cái creamer nó gọi là coffee mate French vanilla. French vanilla is one of my favorite flavor with this brand. I've been drinking this now for a long time. So I share with you one of my favorite cà phê sữa đá recipe là French vanilla. Okay. So very easy guys, making Vietnamese, French Vietnamese coffee. Not very difficult. You just gotta practice. Makes perfect with cà phê sữa đá. When I first started making cà phê sữa đá cũng khó làm lắm. Thường thường đi Starbucks không à. So I like to drink double shot. So it's about six of these spoon. I think like a teaspoon đó. Một, hai, three, four, five, six. And remember, this coffee is fresh ground coffee. It's not grind ở bên ngoài chợ anh em về. So this is a fresh grind coffee. Okay, đập đập tí, and then it's white. The way how French Vietnamese coffee again is this right here. Now cà phê phèn. So you want to just compress it enough. It's kind of like an espresso shot. Then you just get it enough, and then you turn it clockwise about one turn. Okay. Make sure it's very hot. Cafe. Hello, ciao. And then you pour a little bit of water just so then that way it breaks it cooks the coffee bean. That's the process. Hello, Jay. Chị Thọ Metsoft. Good morning cho em và good afternoon cho chị. Chị ở đâu vậy? Where do you live? Đó, từ từ nó sẽ rõ dò xuống. Chị ở thành phố nào? Oh, North Carolina, that's right. Oh, North Carolina, đúng rồi, là afternoon rồi, 12 giờ. Giống em vậy. Yes, I was in Florida. Right now it's 12 o'clock. That's why em hôm nay mới lên trễ tí. City High Point. Yeah, North Carolina, I will be going there soon, chị. Để đi ăn barbecue ở bên đó. Barbecue ở bên đó ngon lắm. So, North Carolina and South Carolina. Mai mốt em sẽ qua. So you see the Vietnamese coffee, it start to slowly drip now. Now it's ready. So now you pour the rest of it in here. So I always pour it up to cái cục này này. So there's a little this piece right here. So I pour it up just under that. So for my American folks watching this, very easy to do French Vietnamese coffee. So this is a double shot. Okay. So you'll see it come out very thick. See, I will be going to Charlotte, North Carolina. And also I think well, thành phố, other one called Rock Hill in I think South Carolina. So có gì em với chị bé tí sẽ qua North Carolina làm một chuyến con nó đi chơi.
So that's the French Vietnamese coffee dripping. Okay, put in a glass cup. While that's happening, I'm gonna get this ready. Cái sữa. Cái sữa very quan trọng. So sữa thường thường á, I have to buy a new one, but it's a warmer for the milk. The one I got, nó bị hư rồi. Thì bây giờ phải làm bằng tay. So, đổ một tí sữa vô. Tùy theo mình thích uống nhiều or eat, it's up to us. So, depend if you want to do a lot or a little bit of milk, it's up to your tasting. Mình thích uống nhiều hay mình thích uống ít, is up to us. Okay? So, rồi. Bỏ vô, em sẽ bỏ vô microwave một tí. Okay, put in the microwave. Microwave bỏ vô 15 giây thôi, 15 seconds inside the microwave, that's it. That's all you need for the milk to be ready to làm cà phê sữa đá. Tại vì you don't want to bỏ vô cái nước, nó lạnh. You don't want to put it in cold and cold. So, đó, cho anh chị coi. Cái máy này nó ngầu lắm. Mua ngoài IKEA, nó sẽ làm cho nó foam lên. Đó. Đó, từ từ. Nó sẽ có bọt. Có bọt nó mới uống thơm. Okay, T, no problem. We will see you soon in North Carolina. Em cũng có bạn bè với nó đông đó. Rồi, cà phê gần sắp xong. So it's very easy just to make it fast here. I'll put it over here. Let the rest drip over here. So cafe sữa đá with the French vanilla. Okay. All right. Bỏ tí cà phê. Cafe sữa đá in the morning. French vanilla. Rồi, thử coi có đủ ngọt không. Đó, very good. Quá ngon. Vừa đủ luôn. Hôm nay không cần bỏ nước mắm. Very perfect. Sweet and very creamy. Đó, có một tí foam on top, that's what you call a perfectly cà phê sữa đá buổi sáng. Okay, so nên nhớ nha quý vị, cái coffee made đó, nó very thơm, very reliable flavoring. So nó gọi là French vanilla coffee made. Okay, so very good cà phê. So ngày mai em sẽ làm một cái flavor khác. Nó gọi là hazelnut, another one of my favorite. And then em sẽ chỉ cách xay cà phê mới. Này là cà phê của Cuban. Ở Costco em mua. Em mới mua một bao cũng 10 đồng á. $10 for this bag. Smell good. So I'm gonna open this up as soon as we done with this. Chắc khoảng ngày 2 ngày nữa mở bao mới review cái cà phê này cho anh chị. Để coi xem nó có làm ngon không. If it's is good, I'm gonna recommend it to you guys. Okay, so thank you very much for tuning in on the channel. Do you have Facebook?
Yes, I have Facebook, chị. It's Chris Kell. Đánh vô không biết kiếm được em hay không, tại vì có thể cái profile em is on private. But I'm also on Facebook, on Instagram too. So it's not under Chef Cowboy, but maybe I make a Chef Cowboy page để cho nó dễ kiếm. Okay. Thì lần sau cảm ơn anh chị nhiều nha. Có gì bây giờ em là phải cần sửa soạn đi làm, đi ra ngoài văn phòng, đi kiếm khách hàng. Ok, rồi nhớ nha. French Vanilla Cafe. Hôm nay không cần nước mắm. No need for extra flavoring. This is a perfect classic creamer. Anh chị mà chưa thử ra ngoài mua một bình. That's why thường thường á, cái chai này là chai nhỏ nha. Em mua là em toàn là mua chai lớn không à? Tại vì cái chai thường á nó half the size. So you see this is a very big one. Đấy, em uống nhiều cái flavor này nó. Very good. Okay. So Chris Cao CAO, dùng tên họ vậy. Và để em create cái Chef Cowboy page cho để kiếm em dễ hơn. Okay. Rồi. Có câu hỏi gì nữa không? Ồ, hôm nay có nhiều người 4 ngày em chưa được lên Facebook rồi không có lên không có lên channel, mà hôm nay có 5 người lên coi, quá sướng. Ok, hello chị Quỳnh, long time no see chị, thank you for logging in. Nhớ anh chị quá, đi 4 ngày mà không có gặp anh chị ở trên YouTube em buồn. Em nói thôi về đi chơi vui rồi, bây giờ phải cần về gặp các bạn mới, mấy bạn hiền ở trên YouTube. Ok, trưa em có món rất là đặc biệt nha. Em sẽ làm món cá kho tổ. Very special ingredient of của em. Ok, so make sure like, subscribe and share. Em sẽ đi live khoảng 12 giờ rưỡi 1 giờ. Cái món cá kho. Hoặc là em có thể làm cái món khác nữa. Cá lù đù chiên. Cá lù đù ở dưới Houston đem về. Em cũng có thể làm cái đó luôn. Ô chị, chị mà muốn cá, ai mà muốn cá, chả cá, có thể mấy người subscriber mới của em, có thể em gửi qua cho, tại vì cái ông mà làm cá không có gửi, ông chỉ có làm cho dòng khu này thôi, thì có thể em đóng thùng em gửi qua cho. Cá kho tổ, fish pot, yep, caramelized fish is gonna be the next one, it's either gonna be lunch time or dinner time. Em chưa biết nữa. Coi cái bụng em nó muốn ăn cái món nào. Gì người ta gọi là gì, căng cái bụng, trùng cái mắt á. Em 4 bữa em đi chơi em toàn ăn nhiều quá, bây giờ phải cần ăn bớt lại. Rồi. Ok, thank you very much anh chị nha. I wish you guys a good morning or good afternoon mấy nơi North Carolina với mấy nơi khác. So I see you guys all at lunchtime, 12 giờ rưỡi 1 giờ nha anh chị. Rồi, bye bye. Nên nhớ nha, go out and try it. French Vietnamese or French Vanilla Coffee Mate. Very good.